Tôi là Trần Cô Duật, xin kính chào quý khán giả, quý chiến hữu đến với chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa quý vị, đánh dấu 8 năm thành lập Hội Biện Động Quân tại vùng Hoa Thành Đốn, hôm nay chúng tôi có mời chiến hữu Biện Động Quân Nguyễn Đình Sinh, Hội trưởng Biện Động Quân tại Washington DC và để cùng thảo luận một số vấn đề liên quan đến Biện Động Quân trong vùng. Xin chào chiến hữu Nguyễn Đình Sinh. Dạ, chào anh Duật, chào quý khán giả xem đài SBTN. Thì 8 năm là một quá trình, một diễn tiến rất là dài thì xin chiến hữu có thể tóm tắt sơ khởi cái 8 năm nó như thế nào? Dạ thưa anh Dược, cái hội biện quân DC thành lập đến hôm nay là được 8 năm. Thì cái ngày mới thành lập thì mình cũng không nghĩ rằng là nó sẽ được phát triển và tốt đẹp như ngày hôm nay. À, thật sự ra thì trong cái sinh hoạt này á, thì cũng có sự góp mặt của anh tướng trưởng tướng phạm duy tất tức là coi như là ông, chim đầu đàn coi như là ông 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 mình lớn của binh chủng biên Động quân thì cũng có những cái sự góp ý của ổng và anh em nhờ có ổng ở đây Thì thử ra anh em cũng cũng dễ đoàn kết với nhau hơn là vì khi có trục trặc cái gì đó thì cũng nhờ ông cố vấn này kia góp ý với anh em do đó cái sự sinh hoạt của anh em nó tốt khi mà nó tốt rồi thì có anh em cũng có có sinh hoạt thêm có làm có những ý tưởng ví dụ như là làm tu bổ cái nghĩa trang quân đội đại khái như vậy thì nó nó tốt đẹp là một người thường xuyên theo dõi các cái hội đoàn quân đội trong vùng thì phải nói là lúc đầu đó hội biện quân rất là chậm chạp trong vấn đề yeah. mà kết hợp lại với nhau yeah. nhưng mà có thể không biết đúng hay sai nhưng mà từ khi mà con đại bàng phạm duy tất nhảy vào và tham dự với anh em tức là ông đã đưa lại cái truyền thống của biệt động quân yeah. và xây dựng lại cái nền nếp và tiêu chủng. thì bây giờ đánh giá theo cá nhân của cá nhân của chúng tôi đó thì hội biển quân bây giờ một trong những đội tiên phong đang đi đúng cái chỉ tiêu tức là của quân đội tổ quốc danh dự trách nhiệm thêm vào đó hội biển quân lại đang lo lắng cho tu bổ nghĩa trang quân đội biên hòa thì chiến hữu có thể cho biết là cái sự phát triển của hội về cái tình đồng đội như thế nào và cái thế hệ hậu duệ như thế nào để cho quý chiến hữu của chúng ta cùng biết thì cái hội bị đoàn quân thì phát triển về cái tinh thần mà anh em mà đoàn kết trong cái sinh hoạt thì hiện nay là rất tốt nhưng sau đó thì chúng tôi có thành lập thêm được cái hội hậu vệ khi mà thành lập cái đội hậu vệ đó thì anh em cũng rất là, là đắn đo và suy nghĩ không biết mình có đi có dẫn đi được cái lớp trẻ này đi được đúng hướng theo cái tinh thần quân đội của của mình hay không nhưng qua khoảng 3 bốn năm anh em hậu vệ phát triển thì hiện nay thì thấy nhận xét rằng là anh em hậu vệ phát triển rất là tốt rất là vững và đi đúng hướng thì với tư cách là hội trưởng đó nhìn cái thành quả 8 năm đã qua đó thì chiến hữu có cho biết cái cảm nghĩ của mình về cái chương trình của mình trong tương lai như thế nào hay không dạ thưa anh là trong 8 năm qua thật sự là tôi tôi cũng không nghĩ rằng là hội biện quân sẽ đi những cái bước tiến mà nó vững chắc vững chắc được tới ngày hôm nay thì trong cái tương lai thì mình cũng cố gắng và cố gắng hơn nữa Làm sao để cho mình phải suy nghĩ và đắn đo Làm sao đưa cho cái hội nó đi đi lên tốt đẹp hơn Cũng như là vấn đề trong cái nghĩa trang đó Thì cũng rất là đắn đo Là vì lúc mình mình mà có một cái idea mình suy nghĩ mà để mình làm đó, Thì mình cũng không nghĩ là mình làm tới được như ngày hôm nay Và hiện ngày hôm nay thì được sự ủng hộ rất là mạnh Và chúng tôi sẽ cố gắng làm và sẽ làm như thế nào để cho những mạnh thường quân, những người ủng hộ mình họ thấy hài lòng và và họ sẽ tiếp tục mà ủng hộ thì trong cái tương lai đó chúng tôi sẽ có một cái chúng tôi sẽ được có một cái có một cái chương trình về cái nghĩa trang chúng tôi sẽ đưa cái website của tổng hội bị quân đi vào dòng chính của tổng hội luôn khi hoàn tất chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi và có thể là nhờ svtn thông báo tất cả mọi người có thể là vào cái website của tổng hội bị quân đó và lít vào cái mục coi như là nghĩa trang quân đội biên hòa thì chúng tôi sẽ bạch hóa những gì chúng tôi đã làm và làm được bao nhiêu tiền thu được bao nhiêu thì tất cả tất cả đều nằm trong đó thay mặt uh, ban biên tập người chiến sĩ Việt Nam cộng hòa chúng tôi xin tri ân cái việc làm của hội biển quân vùng hoa thành đốn và riêng với chiến hữu Nguyễn Đình Sinh một người mà chúng tôi đã thường tiếp xúc thường xuyên qua những công việc mà tu bổ những trang quân đội biên hòa thì xin cảm ơn chiến hữu đã hiện diện trong cái buổi thảo luận của chúng ta ngày hôm nay dạ cảm ơn anh Dược dạ, cảm ơn quý vị khán giả đã đã theo dõi chương trình cảm ơn <laughs> Và trong phần thứ hai, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị Chiến hữu Nguyễn Văn Hào, hội phó đặc trách về tu bổ nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Xin chào Chiến hữu Nguyễn Văn Hào. Chào Nguyễn Trưởng Dược, chào khán giả đang theo dõi đài SBTN. Hội Biệt Đồng Quân là một trong những hội đoàn mà theo tôi nghĩ mạnh nhất trong vấn đề mà tu bổ nghĩa trang quân đội Biên Hòa và đã dốc tâm làm tất cả với sự hướng dẫn của chuẩn tướng Phạm Duy Tất cũng tất cả anh em động quân trong vùng đã đang khởi đi những bước vững chắc trong vấn đề tu bổ thì xin chiến hữu cho biết cái kết quả cho đến ngày hôm nay như thế nào đến đến hôm nay thì là chúng tôi đã làm việc về trùng tu nghĩa trang là 4 năm trong vòng 4 năm vừa qua chúng tôi đã làm được gần 1.000 mộ tức là 875 mộ và cái công việc mà trùng tu của hội biệt động quân Hoa Thịnh Đốn là khởi hành từ năm 2013 và tới bây giờ khi nhìn những cái tấm hình mà được Hội Biển Quân vừa tu bổ xong và những tấm hình còn tan tác thì lại một người lính thì chúng tôi chỉ nhìn qua hình ảnh thì đã thấy đau xót rồi. Nhưng chiến hữu với tư cách là người đã trực tiếp tham gia vào công cuộc tu bổ mộ phần cho anh em chiến sĩ của chúng ta thì cảm nghĩ của chiến hữu như thế nào? Khi mà trực tiếp mà về Việt Nam mà nhìn thấy những cái cảnh mà hoang tàn của Nghĩa Trang thì không ai mà cầm được nước mắt cho nên chúng tôi đã dốc lòng để thực hiện cái vấn đề trùng tu trong cái vấn đề mà trùng tu đó thì là khởi, khởi điểm là chúng ta phải đi từ những cái mộ hoang những cái mộ phải làm cỏ hết những cái phần nào mình muốn làm và khi mà hoàn thành được nhìn những cái nấm mộ mà của chiến sĩ của chúng ta mà đã nấm mộ mà nó đã lên là cái nấm mộ cho nó đẹp đẽ đàng hoàng rồi chúng ta rất là hãnh diện và an lòng khi mà nhìn thấy những cái cảnh đó thì trong cái thời gian mà thực hiện như vậy đó thì có gặp trở ngại nào từ cái chính quyền địa phương hay không? Cái vấn đề trùng tu đó thì là trong chúng ta bên này thì khởi sướng là chúng ta làm là chúng ta không phải là là bị vấn đề mà ở Việt Nam mà khởi sướng là từ ở bên này có lúc mà hội bình đồng quân chuẩn bị mà để làm những cái vấn đề mà quyên góp thì bên các ở bên ngoài thì có một số người ta đồng ý và một số không đồng ý nhưng sau 3 năm, sau 4 năm hội bị nam Quân đã làm được gần một 000 mộ thì đa số là những cái người đã không đồng ý hồi trước. Bây giờ họ đã nhìn thấy cái công việc làm của chúng tôi là dốc hết những cái tâm huyết để xây lại những cái mộ đồng đội của chúng mình cho nên là một số người ta đã đồng ý. Và về vấn đề về trở ngại bên Việt Nam đó thì là chúng tôi không có trực tiếp về Việt Nam. Chúng tôi chỉ giao cho anh em biệt quân bên Việt Nam và nhóm hậu vệ bên Việt Nam họ đi vào họ ký hợp đồng họ làm những cái mộ như vậy mỗi cái mộ là 60 đồng nếu họ làm 100 mộ thì chúng ta giao cho họ 6 ngàn thì hội biệt động quân cho đến hôm nay đã làm được 875 mộ rất nhiều người muốn tiếp tay với hội đồng quân thì cái địa chỉ gửi như thế nào cái hội biệt động quân có cái địa chỉ là hội biệt động quân P. o Bốc 438 Milford Delaware 19963 quý vị theo dõi trên TV chúng quý vị thấy cái số PO đó quý vị cứ gửi về đó là chúng tôi sẽ nhận và chúng tôi sẽ thực hiện những cái công việc quý vị để giúp cho cho cái hội bị đồng quân và giúp cho anh em chiến sĩ cũng như là xây dựng cái nghĩa trang thì xin cảm ơn chiến hữu Nguyễn Văn Hảo và thay mặt cho chương trình người chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa chúng tôi xin tri ân cái việc làm của hội biệt động quân là trong cái việc mà tu bổ nghĩa trang và cầu mong tất cả quý chiến hữu ở trong và ngoài nước cũng như cộng đồng chống cộng trên thế giới hãy tiếp tay với hội việt quân để làm sao những người lính đã hy sinh cho tổ quốc cho sáu chữ tổ quốc danh dự và trách nhiệm được yên ổn nơi họ an nghỉ như chúng ta hằng cầu nguyện hàng đêm xin trân trọng kính chào chiến hữu nguyễn văn hào dạ cảm ơn đi chị dực cảm ơn uh, quý vị đang theo dõi đài fptn